Con thuyền linh ý đánh mình tôi lên thác xuống gành, mà vợ tôi như thể ba lành trong để mình tôi treo dọc treo ngang, mỗi ngày mấy bận nó dành dàng trên mũi. Này ông lại nói xấu gì tôi đấy hả? Tôi than cái thân tôi, chứ tôi nói xấu gì mợ mà. Cái thân ông thì làm sao mà phải than? Đáng lẽ ra cái thân tôi mới đáng than là phải. Ồ thế à, cái thân mợ nó làm sao? Làm sao à? Người ta thì tưởng mợ than thở mà làm gì, trưa nay hết gạo rồi kia kìa. Hết thì làm sao? Ồ hết thì đi mà đông, chứ còn trông chờ ai nữa? Nhưng mà không tiền. Không tiền à? Không tiền thì nhìn nó qua ngày, thằng này chạy. Tôi cũng không thiết gì nữa đâu. Thì ông đuổi tôi à? À, đuổi thật. Trời ơi, sao cái thân tôi nó lại khổ thế này? Cũng chỉ vì trái duyên nó kịp nên tôi mới đành nhắm mắt đưa chân. Nếu vậy thì tôi cũng nói cho ông già hay nghe. Tôi chẳng tiếc chi con thuyền phàn nát, lúc vào chui ra nghĩ luôn. Bởi tôi căm, tôi giận kẻ bạc tình nên tôi chẳng còn thiết sống. Tôi đã gieo mình xuống dòng nước sông kia. Sao ông không để mặc tôi cho Hà Ba bắt hầu? Ông vớt tôi lên, bắt tôi phải sống, phải nghĩ sâu cho cái kiếp hồng y nhan. Tôi vớt mở lên, tôi nào đâu bắt đền ơn trả nghĩa, nhưng mà cứ khăng khăng nhất quyết ở lại cùng tôi không về quê nữa. Mới ba năm trời mà mợ đã quên sao? Tôi chỉ trách thế gian còn lắm kẻ sớm mận tối đào nên tôi mới mang thân phận này
mà trao cho ông đó. Thế thì mà nói, mà có lấy ai thì cũng một tấm trong. Mà đêm đêm mà ướm thử cả tâm lòng của lão già xem. Như thế kèm kèm ông kèm tôi thời, như thế kèm kèm gái này đã biết cái đồng ghen của ông ý già. Không ghen mà bảo tôi không ghen, cái thân xác tôi như con cá mắm thế này, còn mợ cứ hơ hơ như là cái con cá nụ ấy. Không ghen, không ghen để cho mợ đầu ở với chồng mà chân ở với hàng xứ à. Này 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 này, tôi nói cho ông già hay, nào nó hỏi gì thế? Người ta đang hỏi mì ở đấy. À, mì ở sao? Người ta đang hỏi là đã có cá bán chưa? Bố con ông trai ơi đấy. Bố cái thằng cha chúa chứ mình. Đấy, cửa mãi ra thuyền thì không sao. Hễ bước chân lên bờ là tôi lại phải cúi mặt mà đi, không dám nhìn đến ai nữa. Rồi một hôm tôi đi chợ, cái con mù hàng xóm nó hỏi tôi một câu làm cho tôi đau lòng ông ạ. Ồ thế nó hỏi mợ sao? Nó hỏi rằng trong trại trại có đấm yêu cả con cho mua. Bố chúng mày à. Mà cũng phải thôi mợ ơi, đấy chẳng qua là vô tình mà hóa hữu tình. Từ nay mợ cứ gọi tôi bằng cậu với bằng cho nó xuân. Ôi trời ơi, sao đâu ý, thì bạc hết mọi cái tóc rồi. À đúng, răng ý thì cái rụng cái lung lay. Ô thì đã sao nào, đêm nằm ý thì thở phì pha phì phào, thế mà bắt người ta gọi bằng cậu. Ừ. Không mà cụ cậu ý, cậu cụ cậu cậu cụ cậu. Mà ơi, chẳng qua là cái tính tôi nó hay thở phì phào. Ơ nhưng mà mợ xem, mười đêm tôi chẳng để đêm nào mà nó nằm xuống. Tôi chiều chuộng mợ, cái thân xác tôi chỉ còn như là cái que củi thế này mà mợ vẫn chưa thỏa hay sao? Hay à, bây giờ mợ còn muốn gì nữa nào? Tôi chỉ muốn ông buông tha tôi ra để cho tôi khỏi phải sống cái cảnh ngang trái này. Thôi, ông cứ cho tôi ba chữ để cho tôi lên bờ. Ba chữ? Được,
Nếu vậy thì mợ hãy tháo hoa tai vòng cánh mợ trả tôi rồi mợ xéo ngay đi. Kìa ông đòi tôi à? Không, của chồng công vợ tôi không trả. Có trả không? Không, tôi không trả. À, nếu vậy thì mày sẽ biết tay. Ông trời, mày sẽ biết tay nếu mày cứ vậy. Ông trời ơi, tôi xin ông mà ông trời ơi. Mày chết là bỏ đời, thời gian chết bỏ đời. Cho ông trời ơi, cái khói tiêu hủy cần. Ông trời ơi, mày cãi ông. Ông trời ơi, ông tôi xin mà ông trời. Mấy người chồng chết mà cãi ông. Ông trời ơi, tôi xin ông mà ông trời ơi. Mày cãi ông à? Ông trời ơi, tôi xin ông mà. Mà nó không, tôi thả chết, tôi không phải ở vòng nữa. Mà nói, đừng chết, đừng có dài mà chết. Tôi thề từ nay tôi không đánh mà nữa. Kìa mà nói. Mà hãy tha lỗi cho tôi, cả giận mất khôn mà. À thôi, bây giờ ấy, mợ cứ ở lại đây, đợi khô váy áo rồi hãy đi. Chứ ướt súng như thế này, mà mợ thì chỉ có mỗi một bộ này thôi. Ông mặc xác tôi. Sao lại mặc xác mợ? Trời ơi, trông mợ cứ hơ hớ như thế kia thì ai mà làm ngơ được. Thôi thì tôi đau tôi khổ tôi cũng cam lòng. Mợ cứ mang theo cả hoa tai vòng cánh rất tình mà đi. Ông trời ơi, lấy nhau chẳng cưới xin gì, thắp hương giải một lời thề là xong. Ông trời ơi, nếu ông thực lòng thương tôi mà thương vậy, tôi xin gửi lại ông chuốc vàng ông treo trên. Kìa mợ, tôi đi đói no lành, mình tự lo cho tấm thân mình. Kìa mợ, thầm hiểu cảm phận ơi sao y đành. Tôi nào có van nài ép buộc. Trời cho tôi trời lại lấy đi. Ha
Người đã mất rồi, người đã mất rồi thì vàng để làm chi? Vàng vàng như thế dao đâm từng khúc ruột. Mợ, mợ lại về với tôi à? Tôi lại về với ông đây. Mợ không bỏ tôi à? Ông trời ơi, chẳng qua là duyên số tại trời, tránh sao miệng kìa má, mà đừng nghĩ quần lo quanh. Tôi chèo thuyền mà thả lưới kiếm ăn lần hồi. Không có mà làm sao tôi sống nổi. Con thuyền này nếu chỉ một mình tôi, thuyền sẽ đắm mà người chìm trong đáy nước. Ông trời ơi, mà tôi ngâm mình bơ vơ lạc bước, mà trần ai nơi bùa răng bay. Nước thâm kia khi cạn đi khi thì mình hãy chèo thuyền để xem thả lưới kiếm vài con cá. Chứ trưa nay hết gạo rồi, hổ dễ ai cho. Chèo mãi lái dài kiếm đi.